Anh ơi, xem cái này là họ ghi là cái này là của mầm non hay tiểu học. Cái này bây giờ mình bỏ ra chia luôn này hay như nào anh? Bởi vì là cái áo này là có hai cớ đấy. Một cớ là cho các em nhỏ mầm non này. Đó là một cớ là cho cái các em nhỏ trên khối tiểu học. Cho nó mặc luôn. Vâng. Bởi vì nó cũng đấy khá đủ luôn. Nếu đứa nào thì để lại cho nó sau là được. Mấy cái có mấy đồng chí này rồi. Mặc áo sơ mi này không lạnh à? Vâng. Đấy. Các cháu ở đây là gần như là có cái thói quen rồi đấy. Toàn đi chân đất. Đây. Em bé này là mấy tuổi rồi? Con đã mấy tuổi rồi? Ngại. Biết rồi à, biết nói mà. Hôm nay vào trong đây trao quà thì em cũng mua tặng cho cái điểm trường này các thầy cô giáo hai cái súng đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt cho các em nhỏ ở đây. Anh Dũng ơi, em gửi cái này trước. Đây là hai cái súng đo nhiệt độ, một cái là cho các cô ở bên mầm non. Đây là cô gần đường. Cảm ơn nha nhỉ. Dạ vâng. Đấy. Anh một cái em lắp pin thử rồi, một cái chưa lắp đâu, anh lắp vào thử xem. Cái súng này thì là để đo thân nhiệt của các em nhỏ. Đấy, cái này có các em học sinh đến học. Cái đấy em thử rồi. Kiểm tra nhớ có cái vấn đề gì về sức khỏe là còn biết xử lý. Cái này số 7. Cái kèm nhiệt độ thì nó tốn thời gian mà không tiện. Cái lô quần áo này cháu lấy toàn màu đỏ đấy. Vâng. Gần như là phòng đồng phục luôn. Hàng này chắc là của mầm non này, đấy này. Như là vậy á. Vì là cái bên sản xuất là người ta có hai cái kích cỡ thôi. Hai số này à? Vâng. Mimi này. Hai size. Cái này là size 5. Cái này là cái to. Cái này là tốt nhất là cứ cho cái to sang một bên, cái bé bên này. Cái đấy là mấy ạ? Chắc là 5 là to nhất. Một bé sụn rộng. Số 7. Cái này là số 7. Đấy, số 7 là dài này. Hôm nay đang nhờ các thầy cô chia cái quần áo để phát cho các em học sinh. Này, cái món quà này thì đúng ra là phải trao cho các em học sinh này từ lâu rồi mọi người ạ. Nhưng trong cái thời gian vừa rồi ở Hà Giang thì cái đại dịch nó bùng phát nên là các em học sinh được nghỉ mất một thời gian, nên là đến ngày hôm nay em để bố trí thời gian vào để trao cho các em học sinh các mọi người nhé. Bên này thầy giáo đây đang chia quần áo cho các em nhỏ. Đây là các em lớp 3. Đấy. Em tên là gì? Tên là Thò Mì Dìa. Thò gì? Thò Mì Dìa. Em mặc vào xem có vừa không? Đấy. Cái áo này thì là có 3 lớp đây. Đấy, một lớp nỉ ở trong này nó rất là ấm, còn lớp bên ngoài thì là cái lớp vải gió chống thấm nước. Đấy, vừa đấy nha. Em này hình như là to nhất lớp đúng không ạ, chú? To nhất lớp. Vâng. Đấy, thế là cũng vừa. Thank you.
Bé này mấy tuổi rồi chị? Ô xong tao. Bé này 2 tuổi à? Có đi học không? Không đi. Sao không đi học?